Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh Điều Tra TV. Thưa quý vị, tử tù là những người phải trả giá đắt nhất cho tội lỗi đã gây ra. Phía sau cánh cửa biệt giam, người thẫn thờ, lạc lối, người thì chán nản tuyệt vọng, người thì cố níu với hy vọng về cơ hội cuối cùng để được sống. Có lẽ lúc sắp phải ra rời với cuộc sống. Có lẽ lúc sắp phải xa rời với cuộc sống thì họ mới nhận ra sau tội lỗi mà mình đã gây ra to lớn đến như nào. Và bây giờ thì xin được mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Trong trại tạm giam, công an Hải Phòng, Hưng vẫn còn mang thái độ ghét bỏ nạn nhân. Gã mở lời bằng câu nói chua chát. Bao nhiêu cô gái si mê em, mà em lại lao đầu vào cô ta, để rồi có kết cục như vậy. Giọng gã liến thoắng, cố giải tỏa những bức xúc, sự kiềm chế lâu ngày sau chấn xong trong buồng biệt giam. Gặp tử tù Lại Văn Hưng, sinh năm 1987, trú tại khu Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tại trại tạm giam Hải Phòng, trong những ngày gã đang chờ thi hành án, tôi chợt thấy câu săn của người đời vận vào gã, sao đúng đắn thế. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Cái thứ tình si một thuở ấy đã khiến chàng trai đang có một tương lai hứa hẹn bỗng chốc thành kẻ mang án tử. Ngày xưa, có rất nhiều cô gái theo em. Chẳng hiểu sao em lại dính vào cô ta. Cô ta là mối tình thứ hai của em. Và không ngờ mọi chuyện lại có kết cục bi đát thế. Hưng mở lời về câu chuyện đời gã bằng một sự hối hận vì chót dại. Rồi như lâu lắm mới có cơ hội được trải lòng. Gã kể một mạch chuyện tình yêu với cô gái tên Bùi Thị Đào, sinh năm 1986, cùng quê với Hưng. Người đã bị gã tước đi mạng sống ở cái tuổi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Hưng tâm sự, sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, gã được tổ quản đốc nhà máy xi măng Hải Phòng tín nhiệm, cân nhắc lên vị trí tổ trưởng một tổ sản xuất. Vui mừng, gã cùng mấy anh em công nhân rủ nhau ra quán ăn nhậu. Tiệc rượu tàn, nhóm Hưng kéo tới một quán cà phê đèn mờ để vui vẻ. Trong khi nhóm bạn đã tìm được bạn tình ưng ý và dìu nhau vào những căn phòng mờ ảo phía sau quán, thì Hưng bị thu hút bởi một cô gái có gương mặt ưa nhìn, ngồi thu mình nơi góc quán. Họ bắt chuyện, ngồi tâm sự cả đêm. Cô ta bảo với em là cô ta không thể về nhà được vì bảo kê ở quán đó rất nhiều. Một năm chỉ cho cô ta về 2 ngày và vài tiếng đồng hồ rồi phải đi ngay. Cô ta bị mẹ bán vào ổ mại dâm từ khi 17 tuổi. Để đổi lấy 17 triệu lo mổ bệnh tim của bà ta. Hưng nhớ lại, rồi nước mắt, sự yếu đuối của một cô gái có lối giao tiếp nhẹ nhàng đã khiến cái tôi đàn ông trong Hưng gục ngã hẳn. Chừng ấy tâm sự trong buổi gặp mặt lần đầu tiên giữa ổ gái điếm cũng đủ khiến Hưng đi đến một quyết định liều lĩnh. Gã hẹn tối hôm sau sẽ kéo theo anh em xã hội đến quán để giải cứu Đào. Gã nói và giữ đúng lời hứa với cô gái bán dâm. Trong lần giải cứu mỹ nhân như trong phim ấy, Hưng đánh đổi bằng cả máu của gã. Tay em giờ vẫn còn vết sẹo của lần đụng độ với nhóm bảo kê của quán ấy. Vừa nói, gã vừa vén tay áo cho tôi xem. Vết sẹo dài, hằn sâu trên khuỷu tay. Sau lần ấy, Đào trở thành người yêu của Hưng. Gã bảo, đến cái thân xác của gã, gã còn chẳng tiếc. Dám mạo hiểm để cứu Đào, nên tất cả những vật chất khác đều trở nên vô nghĩa trong chuyện tình cảm ấy. Thấy nhà Đào nghèo khó, gã chẳng tiếc tay, mua sắm từ tivi, tủ lạnh. Gã xin cho Đào đi làm công nhân trong một nhà máy hóa chất với mức lương khoảng 3 triệu đồng. Cô ta chê ít tiền và không chịu làm, Hưng kể. Dẫu vậy, Hưng vẫn hy vọng người yêu thay đổi khi họ thành vợ, thành chồng. Hai gia đình gặp mặt, định ngày cưới. Thậm chí, Hưng đã hạnh phúc đi mua một chiếc giường tân hôn thật đẹp. Để rồi tất cả những điều tốt đẹp phút chốc tan biến. Đột nhiên, Đào thay đổi, lẳng lặng đi dự tuyển lấy chồng Hàn Quốc mà chẳng nói với Hưng và gia đình gã lời chính thức nào. Ấm ức, Hưng tìm Đào để đòi lại số tiền tình phí bấy lâu gã đã bỏ ra. Hôm đó, em và cô ta vào nhà nghỉ để nói chuyện. Em yêu cầu cô ta trả tiền. Cô ta không trả, còn sỉ nhục em. Không làm chủ được mình, em đã giết cô ta.
Lời kể của gã mỗi lúc một dồn dập. Dường như gã khó ghìm nén được cảm xúc của chính gã. Trong câu chuyện của tử tù ấy, gã còn ấm ức một tình tiết khác khi trước. Đó là gã bị dư luận gán cho cái mác nghiện ngập. Điều này làm tổn thương gia đình em lắm. Em vốn chỉ biết đi làm, chứ có nghiện đâu, gã phân bua. Sau này, tôi tìm hiểu qua những cán bộ trại giam và được biết, đúng là gã không nghiện ngập, nhưng khi gây án, gã có sử dụng đá. Gã từng giải thích rằng, vì cô người yêu nói sẽ đi lấy chồng Hàn Quốc, muốn một lần được thử cảm giác lạ với gã, nên đã rủ gã chơi đá. Thường thì khi đã rơi vào cảnh tù tội, nhất là đã lĩnh án tử, những phạm nhân dẫu một thời ngỗ ngược cũng sẽ tỏ ra ăn năn, hối lỗi lắm. Nhưng ở Hưng, gã vẫn bộc trực, thể hiện nỗi ấm ức, hận tình của mình. Dẫu là kẻ si tình, từng yêu đến điên cuồng cô gái bán dâm, thế nhưng trong suốt buổi trải lòng với nhà báo, Hưng lại dành cho tình cũ cách gọi lạnh lùng, oán trách cô ta. Sự ân hận dai dứt duy nhất tôi cảm nhận được từ gã ấy là tình cảm của đứa con tội đồ chót gây đau khổ cho gia đình. Gã tự nhận về mình tất cả những sai lầm, khiến người cha già của gã buồn đau mà đổ bệnh, người cậu ruột và anh họ đau khổ mà lâm bệnh chết. Thậm chí trong vụ án giết người yêu mà chú ruột Lại Văn Ghi của gã là hung thủ, gã bảo cũng do gã. Chú em vì chán nản thấy em rơi vào cảnh giết người nên cũng gây án theo. Hưng run run khi nhắc đến gia đình. Trên thực tế, chú Ghi của gã là một kẻ ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà. Mới ra tù chưa được bao lâu, chú Ghi của gã lại gây ra cái chết cho người tình của hắn ta khi nạn nhân nhận ra lối sống bê tha, nghiện ngập nên đòi chấm dứt tình cảm. Phan này quay lại không xong, Lại Văn Ghi điên cuồng sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn, chứ chẳng phải vì đồng cảm với thằng cháu giết người mà gây án để được gặp cháu trong tù. Lại Văn Hưng càng đắm đuối vào cảm xúc dành cho người thân, cho gia đình, gã càng tỏ ra hận tình cũ. Gã bảo, cho đến giờ nghĩ lại, gã đã nhận ra hành vi giết người là tội ác, song vẫn không sao kìm nén được sự trách cứ dành cho nạn nhân. Tôi chủ động ngắt lời kể của gã để kết thúc buổi thăm gặp khi nhận thấy gã dường như muốn chia sẻ nhiều nữa. Gã tận dụng từng khoảnh khắc để được nói lên nỗi lòng. Lời sau cùng, Hưng nói như thể gã đang tự nhủ với chính lòng mình. Nếu có cơ hội, dù là nhỏ nhất, em sẽ cố gắng vượt qua nỗi khổ đau này để làm lại cuộc đời. Hưng hy vọng lắm cơ hội nhỏ nhoi được sống. Gã bảo có đến 5 lá đơn để xin cho gã được sống. Đơn của đoàn thanh niên xã, của hội phụ nữ xã, của tổ dân phố nơi gã sống, của gia đình bị hại, của công ty nơi gã từng làm việc. Rồi gã nhanh nhảu chúc tôi sức khỏe và công việc. Tôi chẳng biết nói gì với gã, chỉ biết chúc gã luôn hy vọng, dù thực sự mong manh lắm. Trước khi thi hành án vài ngày, Đặng Quốc Việt sống trong tâm trạng kỳ quặc, khóc nhiều và lúc nào cũng muốn giải bày với ban giám thị, cán bộ quản giáo trại tạm giam. Kẻ tử tội ân hận, hình như sắp đến ngày cháu phải vĩnh biệt mọi người rồi. Vì mấy đêm nay, ông nội cháu thường gặp cháu trong giấc mơ và lần nào ông cũng nói thương cháu lắm. Cũng thật lạ, chính cháu giết ông, cơ mà sao ông lại thương cháu. Ông chỉ lặng im và ru cháu ngủ. Dù hành động của cháu là tội ác, nhưng bây giờ cháu mới thấm thía cái giá phải trả cho cuộc đời mình, càng thấy thương ông nội nhiều hơn. Vào hôm đi thi hành án, trong lá thư viết cho người thân, Đặng Quốc Việt nhắc lại đủ điều trước khi chào lời vĩnh biệt. Vụ án đau lòng này được tóm tắt diễn biến như sau. Đặng Quốc Việt do bố mất sớm, mẹ bỏ đi Trung Quốc, nên từ nhỏ ở với gia đình ông nội Đặng Đình Bảo và bác ruột Đặng Ngọc Thắng. Ông nội đã chia 160 m² đất và làm thủ tục đứng tên sổ đỏ cho Việt, nhưng do còn nhỏ nên để bác ruột giữ giấy tờ hộ. Trước ngày xảy ra vụ án khoảng một tuần, Việt có xin bác 3 triệu đồng mua xe máy
nhưng anh Thắng không cho. Thấy vậy, Việt đòi anh Thắng trả sổ đỏ để bán đất lấy tiền mua xe và ra ở riêng. Anh Thắng cũng không đồng ý vì cho rằng Việt chưa thể sống tự lập được. Bị ngăn cản, Việt đã giáp tâm nuôi ý định trả thù. Sáng 17 tháng 5 năm 2005, khi ngủ dậy, Việt lại đòi ông nội đưa giấy tờ đất. Ông Bảo trả lời đã giao cho bác Thắng giữ, cần thì hỏi bác. Việt nảy ra ý định giết con anh Thắng. Hắn ra bể nước, cầm chiếc chày sắt vào nhà, đập vào đầu cháu Nhung đang học bài, làm cháu gục xuống nền nhà. Cháu Long từ ngoài vào nhà cũng bị Việt đập tiếp vào đầu, ngã xuống. Ông Bảo nghe có tiếng động lạ, chạy vào nhà, thấy cháu Long nằm bất tỉnh, định đỡ dậy, cũng bị Việt cầm chày đập tiếp vào đầu, gục xuống cạnh đó. Một lát sau, chị Quyên, vợ anh Thắng đi làm về, đang dựng xe thì bị Việt bất ngờ lao tới, đập nhiều nhát vào đầu chị. Lục soát ví lấy đi 200.000 đồng. Sau đó, tên Việt ra ao sau nhà, vứt chày sắt, khóa cửa và lấy xe đạp đi thẳng. Đến ngày 23 tháng 5, Việt đến nhà dì ruột kể lại sự việc thì bị công an bắt giữ. Hành vi giết người man dợ, mất nhân tính của tên Việt đã khiến chị Quyên và cháu Nhung chết ngay sau đó. Còn ông Bảo, đến ngày 3 tháng 6 năm 2005 cũng qua đời. Riêng cháu Long bị hôn mê, chấn thương sọ não, giảm 85-90% sức lao động do thương tích. Tại phiên tòa, Việt khai, ban đầu chỉ định giết Long và Nhung cho bác ruột phải đau khổ. Nhưng do ông Bảo và chị Quyên vô tình có mặt tại thời điểm gây án, khiến y phải giết hai người này nhằm bịt đầu mối. Việc cháu Long thoát chết nằm ngoài ý muốn của Việt. Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tại phiên tòa, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, để lại hậu quả nặng nề cho gia đình người bị hại, cũng là gia đình của bị cáo. Nhớ lại ngày 17 tháng 5 năm 2005, vụ án hy hữu gây chấn động dư luận thành phố Cảng về người cháu ruột Đặng Quốc Việt bỗng chốc ra tay sát hại 4 người thân là ông nội Đặng Đình Bảo, sinh năm 1926, bác dâu Dương Thị Quyên, sinh năm 1967, chị con gái bác Đặng Thị Hồng Nhung, sinh năm 1996, và người anh Đặng Ngọc Long, sinh năm 1992. Trong số 4 người, chỉ duy nhất Đặng Ngọc Long được cứu sống và cả cuộc đời sẽ mang thương tật 94% sức khỏe. Đã 5 năm trôi qua, mọi chuyện đau lòng với gia đình anh Đặng Ngọc Thắng, sinh năm 1955, bác ruột của Việt và bố đẻ của Long, coi như đã kết thúc. Nhưng sâu thẳm trong anh, nỗi đau dường như chẳng bao giờ nguôi ngoai. Phải vài lần nhờ đến cảnh sát khu vực công an phường Dư Hàng Kênh và thuyết phục mãi, anh Đặng Ngọc Thắng mới đồng ý cho chúng tôi được tiếp xúc và trò chuyện về hệ lụy gia đình anh đang gánh chịu hậu quả vì sự nhẫn tâm đến tàn bạo của chính đứa cháu trong nhà. Một buổi sáng thứ bảy, trời bỗng đổ mưa rả rích. Ngồi trong căn nhà cũ nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng ngày trước, anh Thắng tâm sự với chúng tôi trong tâm trạng mà anh cho rằng mọi cái bây giờ rất khó nói ra. Thỉnh thoảng, anh lại ngước mắt lên phía bàn thờ, nơi đang gánh nặng hương hồn, người bố, người vợ và cô con gái bé bỏng của anh. Tất cả chỉ còn là những hình bóng xa vời vợi. Đêm nào anh cũng thắp hương cho người thân và chẳng bao giờ cầm nổi nước mắt. Nhiều đêm, anh không lý giải nổi tại sao gia đình anh phải chịu tai họa thê thảm thế. Cả người chết và người sống như bị ám ảnh sự ghê gớm đến tận cùng. Anh Thắng tâm sự, thú thật với các anh, nhà còn đây, vườn còn đây. Ngày ngày bố con tôi sống trong quạnh hiu. Cháu Long năm nay đã bước sang tuổi 18, đang học lớp 11, trường Trung học Phổ thông Lê Chân. Sau cú đánh của Việt và vùng đầu, cháu Long được cứu sống, nhưng di chứng cho cuộc đời cháu không biết rồi sẽ ra sao. Mỗi ngày, vì cháu hầu như bị liệt nửa thân trái, ít khi tự làm được cho cá nhân mình, bố thường phải 8 lần đưa, đón mỗi khi con đi học. Cũng may, từ ngày xảy ra việc cay đắng, tôi đã xin nghỉ mất sức ở cơ quan về chăm sóc con. Việc đầu tiên tôi làm là học nghề châm cứu để cứu con mình trước. Đối với cháu Long, tôi luôn ở bên cháu để chữa bệnh. Điều đáng mừng, thời gian vào học trung học phổ thông, Long chăm chỉ và ham mê với sách vở. Việc học của cháu cũng không đến nỗi nào. Sợ nhất là những ngày trái gió trời trời, cháu thường rất mệt
tôi lại phải chăm chút cháu hơn. Cầu trời sức khỏe của cháu đừng đau đớn thêm. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, anh Thắng vẻ như mất thần sắc và cả tinh thần. Anh liên tục vân vê điếu thuốc và cúi xuống di di đôi chân trên nền nhà. Cốt là để quên đi sự mất mát trong anh. Khi anh Thắng cởi mở trở lại, thân thiện hơn, chúng tôi mới dám hỏi. Từ trong tình cảm gia đình, nguyên cớ nào Việt lại xử sự với người thân của mình tàn bạo đến thế? Chuyện đó có lẽ là nỗi đau không lời nào nói ra được đối với gia đình tôi. Có điều bố của Việt là em trai tôi, mất từ năm 1985. Khi ấy cháu còn nhỏ, mẹ cháu lại bỏ mặc con đi đâu mất tăm mất tích và chính ông nội phải nuôi cháu. Tôi thì đi làm ở cơ quan suốt ngày, ở nhà ông không quản lý được, rồi thằng Việt đam mê mạng lúc nào không hay, rồi chơi bời với bạn bè, quá đà, xa vào hư hỏng. Còn nguyên cớ à? Ông nội có chia cho nó phần đất và làm sổ đỏ hẳn hoi, chờ khi nào cháu trưởng thành sẽ bàn giao cho nó. Túng thiếu thế nào đó, thằng Việt đòi ông bằng được sổ đỏ để bán đi tiêu xài. Ông nội không đồng ý, chút giận. Nó hành động không còn tính người, sát hại tất cả những người trong gia đình. Thôi thì mọi chuyện đã qua, biết trách cứ ai. Thằng Việt bị pháp luật trừng phạt cũng không còn trên cõi đời nữa. Chỉ bố con tôi còn lại là phải gánh nỗi đau vô tận. Đau đớn nhất là với gia đình nào chẳng dám nói, chứ gia đình anh Đặng Ngọc Thắng, người bố Đặng Đình Bảo, là một lão thành cách mạng. Bố thằng Việt cũng là liệt sĩ. Bản thân anh Thắng nguyên là một sĩ quan quân đội, là đảng viên từng tham gia chiến đấu trên các chiến trường miền Nam, rồi làm nghĩa vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia. Bản lĩnh sống của gia đình chúng tôi trước gian khổ, hy sinh có thừa. Nhưng đến thế hệ con cháu mình, chúng nó suy nghĩ khác lắm. Chỉ biết hưởng thụ nhiều hơn là cống hiến cho gia đình, chứ chưa nói gì đến xã hội. Tai họa đến với gia đình tôi như hệ quả của sự xuống cấp về đạo đức như thằng Việt từng gây ra. Chỉ còn biết chôn chặt trong lòng nỗi đau 1000 lần, không chia sẻ với ai. Ngay hôm thằng Việt thi hành án tử hình được vài ngày, biết tin gia đình chúng tôi cũng đau đớn lắm chứ. Nó là máu mủ ruột thịt cơ mà, dù nó đáng phải chết như pháp luật đã phán quyết, song hương hồn nó, gia đình chúng tôi vẫn phải xin lỗi gia tiên được đưa về đoàn tụ. Vì là con cháu trong nhà, ngoan được nhờ, hư đốn cũng cắn răng mà chịu. Suy nghĩ như vậy cũng là đúng đạo thôi, ai trách cũng phải chịu. Những lời nói rút ruột của anh Thắng, chúng tôi có thể hiểu được. Gia đình anh đang chịu nỗi đau phải dằn vặt cả đời. Người chết có thể yên phận nơi thế giới bên kia. Người sống như anh Thắng, cháu Long, không biết còn phải chống chọi sự đau đớn tinh thần đến bao giờ mới xóa sạch được. Biết là có chia sẻ đến mấy, anh Thắng chỉ bớt buồn phiền đôi chút. Chứ từ trong sâu thẳm của một người dư thừa bản lĩnh với cuộc sống này như anh và cháu Long, dù đang ở độ tuổi hoàn thiện tính cách, thì cả cuộc đời chẳng thể nào quên được nỗi bất hạnh. Vượt qua để tồn tại cũng là may mắn lắm rồi. Trở về với hiện tại, anh Đặng Ngọc Thắng tâm sự trong tâm trạng nuốt nước mắt vào trong. Anh chia sẻ rằng cuộc đời anh còn lại đứa con trai duy nhất là thằng Long. Từng ngày, từng giờ, anh lo cho sức khỏe của cháu và sợ nhất ảnh hưởng chấn thương não biến chứng thì nguy hiểm lắm. Cuộc sống của hai bố con hàng tháng chỉ dựa vào thu nhập hơn 1 triệu đồng trợ cấp thương binh hạng 3 của anh. May mà học được nghề chữa bệnh bằng châm cứu. Những người quen biết, hiểu hoàn cảnh, khi cần chữa bệnh là đến với anh nhờ giúp, rồi cắt thuốc cho người ta, nên cũng có thu nhập thêm cho cuộc sống hàng ngày. May nhất là anh gặp được một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, thương bố con anh, nên mới mong muốn được kết hôn để cùng anh gánh vác gia đình. Anh đồng ý, và từ 2 năm nay, anh có thêm một cháu gái nữa với gia đình mới. Không còn cảnh đơn lẻ nuôi con, anh Thắng yên tâm phần nào chăm chút cho gia đình. Ở tuổi 55, anh lo không biết có còn sức lực tạo dựng cho cháu Long được trọn vẹn. Nói rồi, anh dẫn chúng tôi xuống căn nhà liền kề để được tiếp xúc với cháu Long. Vì hôm nay là ngày thứ 7, Long không phải đến trường.
cháu Long đang ngồi học, thấy có khách đến, cháu cuống quýt nhờ bố mặc thêm chiếc quần dài. Bị liệt nửa phần người bên trái nên trừ việc sinh hoạt cá nhân, cầm bút viết tay phải, Long có thể tự lập được, chứ những động tác phức tạp một chút đều phải nhờ bố hỗ trợ. Nhìn Long ngồi xuống, đứng lên có vẻ run rẩy, chúng tôi thấy ngại cho cháu. Ngồi nói chuyện vui một lúc, chúng tôi mới dám hỏi Long: cháu cảm thấy trong học tập có trở ngại gì không? Cháu tiếp thu bài trên lớp nhiều khi chậm hơn các bạn, nhưng không đến nỗi nào, và kết quả học tập của cháu cũng được, các môn học sàn sàn nhau. Ngại nhất là môn ngoại ngữ, vì cháu ảnh hưởng não nên phát âm không chuẩn xác lắm. Cháu sẽ cố gắng học để một năm nữa hết chương trình trung học phổ thông, và dự định của bố cháu sẽ theo học nghề y dược, mong muốn chữa trị bệnh cho mình và giúp người khác. Không biết cháu có làm được như vậy không? Cháu sợ bệnh của cháu tái phát thì khổ cho cháu và cả bố nữa. Cháu lo cho cháu vậy thôi, cháu chỉ thương bố nhiều vì quá vất vả với cháu. Nhớ ngày mới bị thương, phường cho hưởng tiền trợ cấp tàn tật, mỗi tháng cũng được thêm vài trăm giúp bố trong chi tiêu. Giờ không hiểu tại sao phường lại thông báo cắt, không được hưởng trợ cấp nữa, làm cho gia đình cháu càng thêm khó khăn. Nghe cháu Long nói, chúng tôi thấy mủi lòng thực sự. Bởi trong sâu xa lời nói của đứa trẻ đang lớn, có cái gì đó chín chắn và nhân nghĩa vô cùng. Có thể mơ ước của Long làm được, có thể không. Nhưng tình con người, tình yêu thương con người đối với những người thân thì Long tỏ ra sâu sắc lắm. Cuối cùng, chúng tôi nói chuyện vui vui cho cháu Long đỡ tủi thân, chứ không dám nhắc lại chuyện cũ, và xin phép chụp cho bố con anh Thắng một kiểu ảnh. Chia tay bố con anh, chúng tôi ghi nhớ mãi những hình ảnh cơ cực mà anh Thắng, cháu Long đang phải hứng chịu. Có lẽ hành động phi nhân tính của Việt là hệ quả của việc giáo dục không đến nơi đến chốn, và nó đã đẩy gia đình anh Thắng vào cơ sự như hôm nay. Đặng Quốc Việt đã mất đi, cuộc đời này đã phải đang tồn tại hệ lụy quá đau lòng. Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc từng tham gia chứng kiến các tử tù hành quyết, bà Son có lúc bị ám ảnh. Nhưng ông từng nói, dù có xót cảm với họ, những tử tù phải trả giá cho tội ác, thì ông cũng chỉ biết đứng nhìn, chờ sau những loạt đạn. Hơn 36 năm, từ khi khai sinh ra trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, có hàng trăm tử tù đã bị đền tội, với trên 500 nấm mồ hoang lạnh nằm rải rác trong khu đất trống rộng 7 hectare. Trường bắn này trở thành nơi lưu giấu nhiều kỷ niệm với ba Son. Theo lời ông, nghề bốc mộ không chỉ dành cho những kẻ có tâm hướng thiện, làm việc vì nghĩa cử, mà thực tế đó ở trường bắn luôn có nhiều người vây quanh chầu trực đòi ăn, chia phần từ số tiền người nhà nhờ bốc mộ tử tù. Trong quy định thì với mỗi tử tù, nếu muốn đưa ra khỏi khu trường bắn, người nhà phải xin đủ các loại giấy tờ mới được phép bốc mộ. Nhiều thủ tục đôi khi có phần nhiêu khê, mất thời gian, nên ba Son sẵn sàng đứng ra thu xếp, lo cho họ. Đến khi tiến hành bốc mộ, số tiền mà ông cùng các cộng sự của mình kiếm được có thể từ 50 đến 100 triệu trên một mộ tử tù, tùy theo gia cảnh và địa vị của đối tượng yêu cầu. Số tiền nói trên, đội quân phu mộ của ông chỉ được hưởng chút ít. Hầu hết 50 hay 100 triệu đó đều phải chia chác cho nhiều đơn vị chức năng khác nhau. Có lần mấy ông cán bộ đến đòi chia tiền nhiều quá, tôi nói thẳng, các anh làm vậy kỳ quá, tụi tôi dốc sức ra làm mà chỉ được chút đỉnh, sống sao nổi. Ba Son nhắc lại những lần ăn chia. Với những phu mộ, họ không chỉ làm nhiệm vụ chôn cất tử tù, mà khi có yêu cầu của người nhà muốn được nhận diện tử tù, rồi làm theo yêu cầu của họ như rửa tử thi, thay áo, nhét bông gòn vào vết đạn, làm lễ cúng bái, sau đó đưa vào quan tài mới rồi mới chôn lại. Sau những lần như vậy, số tiền thù lao thường được trả rất hậu hĩnh, đặc biệt những tử tù có số má hoặc các tử tù liên quan đến lĩnh vực kinh tế thì số tiền kiếm được cũng đếm trên con số chục triệu. Có nhiều tử tù khi ra pháp trường không có người thân hoặc bị người nhà ruồng bỏ. Đội phu trường bắn của ba Son đứng ra lo chu đáo các thủ tục chôn cất, sau đó tìm về địa chỉ thân nhân để báo tin. Mới thoạt nghe qua, nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là việc làm cao cả, tận tâm với người chết. Nhưng chỉ có ba Son mới hiểu được.
Thật ra khi tìm đến để báo tin, họ luôn hy vọng gia quyến sẽ nhờ họ bốc mộ và trả tiền. Những cú áp phe như thế này sẽ đem lại số tiền không nhỏ cho đội phu trưởng bắn. Họ sống được cũng một phần nhờ những lần như báo tin. Tuy nhiên, đôi lần, những lần về báo tin, họ phải tưng hửng vì có trường hợp gia đình quá nghèo, không đủ tiền chi trả phí bốc mộ. Đợt tử tù tên N, quê Long Khánh, Đồng Nai, bị hành quyết, tôi tìm về nhà họ báo tin. Đến nơi, thấy họ quá nghèo, ông vội thắp hương, bóc tiền trong túi đưa cho vợ con N, mấy chục ngàn rồi ra về. Mấy năm nay, tôi vẫn chu đáo coi sóc phần mộ và lo hương khói cho N. Ba Son kể lại, ở trường bắn Long Bình, không chỉ có đội quân Ba Son hành nghề bốc mộ, mà còn một đội quân khác nữa cũng tham gia cạnh tranh. Ở vùng lây ma ám này, luôn thường trực nhiều kẻ chỉ trông chờ vào xác chết để kiếm tiền. Trong vai một người nhà từ Bắc vào trường bắn bốc mộ, chúng tôi được người dân quanh khu vực giới thiệu gặp một chùm phu mộ mới nổi tên H. Ông H có dáng người phốt pháp, nước da đen nhẹm. Qua trao đổi, ngỏ ý nhờ sự giúp đỡ, ông H không ngần ngại tự chào hàng bản thân. Ở đây chỉ có tụi tôi còn làm cái nghề này, các anh tìm đúng người rồi đó. Không cần phải vòng vo, ông H đi thẳng vấn đề giá cả. Muốn bốc mộ thì giá hết 8 đến 10 triệu. Chúng tôi tỏ ý cò ke, muốn giảm bớt chi phí, nhưng ông lắc đầu, bảo đó là giá chốt, nếu đồng ý thì tiến hành luôn, đảm bảo gia chủ hài lòng. Tiết lộ của ông H cho thấy, mỗi tháng nếu làm ăn thuận lợi, cũng có tiền 100 triệu ăn chia cho cả đội quân. Chính vì thế, trong mấy năm trở lại đây, vì mảnh đất màu mỡ dễ kiếm ăn ở trường bắn, nên ông H trở thành đối chọi lớn với Ba Son. Nhiều lần, các đối thủ thường tung tin Ba Son làm ăn đắt, ẩu nhằm hạ thấp uy tín của ông. Vậy nhưng với kinh nghiệm lâu năm, ông vẫn giành được nhiều mối hàng có khoản tiền hậu đáp rất lớn. Làm phu mộ ở đây cũng bị cạnh tranh dữ lắm. Trước tôi liên tục bị các đội quân phu mộ khác đe dọa, nếu bén mảng đến trường bắn thì sẽ bị xử chém. Có lần tôi vừa xuất hiện thì bị một nhóm giang hồ vây giáp. Tụi nó yêu cầu mình chấm dứt nghề phu mộ để cho bọn chúng dễ bề làm ăn. Cũng may tôi từng là một giang hồ, lại có đông anh em hỗ trợ thoát khỏi vòng vây. Ba Son nhớ lại, trong hơn 30 năm hành nghề bốc mộ đã rèn cho Ba Son nhiều bản tính lưu manh hơn. Bởi ngoài những việc làm thiện nghĩa giúp sức cho những gia đình có tử tù, thì ông còn phải suy tính làm sao mình phải sống được và các cộng sự của mình cũng phải đảm bảo có được bát cơm. Giờ đã rửa tay gác kiếm, nhưng kỷ niệm về trường bắn đầy màu sắc tâm linh mà Ba Son vẫn hằn in. Đặc biệt, hình ảnh hàng trăm người đến ngôi mộ của Phước Tám Ngón xin số đề vẫn còn là câu chuyện dài kỳ. Vụ này, Ba Son cũng kiếm được rất nhiều tiền. Tại ngôi mộ của tử tù này ở trường bắn, dân lô đề, cá độ có đợt xì sụp hàng trăm người đến thắp hương xin số cầu may. Ông trùm phu mộ từng kiếm được rất nhiều tiền ở ngôi mộ đó. Mộ của ông trùm Phước Tám Ngón, tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971, trong một gia đình nghèo ở Dĩ An, Thuận An, tỉnh Sông Bé cũ, nay là Bình Dương. Từ nhỏ đã nổi tiếng là đứa bé hung hãn, ngỗ ngược. Năm 16 tuổi, trong một lần đàn đúm bạn bè bị mẹ la mắng, Phước đã xách dao, kê bàn tay trái của mình xuống sàn, chặt phăng luôn ngón trỏ và ngón cái. Đó là nguồn cơn của cái biệt danh không chật đi đâu được của gã giang hồ này, Phước Tám Ngón. Đầu năm 1991, khu vực Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Thủy Điện Trị An, tỉnh Đồng Nai là nơi băng cướp của Phước Tám Ngón hoành hành. Băng cướp này đã dùng súng bắn bị thương một người đi đường ở Đồng Nai. Sau đó, trong vòng gần một tháng, băng cướp liên tiếp gây ra hai vụ cướp, một vụ trộm và bắn chết một nạn nhân tại Thủ Đức. Sau đó, Phước bị bắt, bị tuyên án tử hình và tiến hành cuộc vượt ngục không tưởng khỏi trại giam Chí Hòa. Lần thứ hai, Phước Tám Ngón tiếp tục bị bắt trở lại khi đang cố gieo rắc tội ác tại khu vực Tây Nguyên. Tại khu vực trường bắn Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, ông Ba Son chỉ cho tôi nấm mộ được chôn cất khá cẩn thận. Bia mộ làm bằng đá hoa cương, nằm khuất trong đám cỏ, lau sậy phủ kín. Trên nấm mộ chạm khắc lý lịch chích ngang. Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1972, mất ngày 22 tháng 10 năm 1998. So với những ngôi mộ khác nằm tại trường bắn tử tù, ông Ba Son bảo mộ Phước Tám Ngón vẫn thuộc loại hoành tráng, đàng hoàng nhất.
Chính tại ngôi mộ này, một thời, ông ba từng có chiêu trò làm luật, kiếm tiền từ người đã chết. Thoạt nghe thì có vẻ khó tin, nhưng theo lời ba Son thì đó là sự thật. Dù đã chết, nhưng Phước Tám Ngón vẫn có thể làm giàu cho nhiều người. Bằng chứng là ngôi mộ của Phước được xây cất khá khang trang, hương khói chỉnh tề. Thỉnh thoảng vẫn có đôi người vãng lai mang hoa quả đến cúng viếng. Trong ký ức những năm tháng gắn chặt nơi trường bắn, ấn tượng đậm sâu nhất mà ba Son nhớ nhiều không phải là hình ảnh ông trùm Nam Cam bị hành quyết, mà chính là Phước. Thời ấy, sau khi Phước Tám Ngón bị bắn chết hơn một năm, có đám đàn em của y tìm đến ba Son nói chuyện. Thoạt đầu, thấy tụi chúng đi trên xe máy phân khối lớn, mặt đằng đằng sát khí, xăm trổ đầy mình, ghé quán cà phê tìm tôi. Tưởng mình gây thù chuốc oán gì với tụi nó nên bị tìm trả thù. Tôi lạc giọng: "Các anh tìm chú ba có việc gì không?" Cũng may, nhờ đám đàn em này bảo là lính của anh Phước, muốn nhờ chú ba đưa xác anh ấy về quê. Nghe họ nói vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuộc nói chuyện chóng vánh diễn ra ngay tại quán cà phê. Tiền được cốp xuống bàn. Ba Son nghĩ thầm trong bụng, vớ được món bẫm. Và ngay trong đêm, ông cùng với mấy anh em phu mộ và đám lính cũ của Phước đột nhập vào nghĩa trang trường bắn. Khi màn đêm buông xuống, không gian tịch liêu, u ám, toát lên vẻ đáng sợ nơi trường bắn tử tù. Dưới những gốc cây, đám lao sậy cao ngút tầm với, ba Son dẫn toàn bộ anh em đến một điểm rậm rạp ẩn nấp. Trong đêm tối, tiếng rít qua kẽ răng, tiếng phả thuốc xua tan trốn âm u, lạnh lẽo, đầy ám khí. Đám lính của Phước cứ đứng bồn chồn. Bọn chúng từng hứa trước mộ đại ca, trước ngày giỗ đầu sẽ bốc mộ, lo tươm tất sa mã, thoát khỏi kiếp dương gian, rũ trần tục. Vì thế, nắm được tâm lý này, ba Son cũng muốn lợi dụng để kiếm thêm chút đỉnh. Theo dự tính của ông, sau khi đưa Phước lên, hoàn tất giao kèo sẽ tính ngỏ lời xin thêm chút tiền uống nước, xăng xe. Vậy nhưng mọi tính toán của ông ở ngôi mộ được xem là thiêng nhất trường bắn đều trở thành công cốc. Trước nấm mộ hoang dại của Phước Tám Ngón, đám đàn em của gã giang hồ khét tiếng này soi đèn hì hục, xới tung từng lớp đất ăn xác. Thế nhưng lạ lùng là khi nắp áo của Phước vừa bật ra, đám đàn em của gã giang hồ giật mình hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Bởi không ai tin, sau đúng một năm hành quyết, hình hài của Phước Tám Ngón vẫn còn gần như nguyên vẹn. Quan tài bốc lên mùi hôi thối, tử khí quá nặng. Cả đời làm phu mộ, tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào như mộ Phước. Theo kinh nghiệm nhiều năm, nếu tính thời gian, thì khi đó thi thể Phước Tám Ngón đã hoàn toàn phân hủy. Chỉ việc bóc tách lấy xương, cho vào cốt là xong. Nào ngờ cảm giác hôi thối ấy vẫn ám ảnh tôi cho đến lúc này. Ba Son kể lại, đám đàn em của Phước Tám Ngón bỏ chạy, không còn dám lại gần để giữ trọn đạo nghĩa giang hồ. Lúc đó, mình ông và các chiến hữu phu mộ hì hục khâm liệm, chôn cất lại cẩn thận ngay trong đêm. Thông tin về hình hài của tướng cướp khét tiếng Phước Tám Ngón còn nguyên vẹn, được đồn đại đi khắp nơi. Xung quanh sự việc này, nhiều người lý giải theo góc độ tâm linh. Có thể khi còn sống, Phước ăn ở thất đức nên bị trời hành. Lại có kẻ chen ngang bảo, thân xác Phước không bị phân hủy là bởi hắn chưa thật sự rời cõi trần, vong linh hắn còn lẩn khuất. Chẳng hiểu thực hư lời đồn đại ấy dựa trên cơ sở nào. Nhưng một thời gian dài, dân lô đề, cá độ nghe tin, vội tìm đến xì sụp khói nhang. Giới lô đề vốn rất nhạy bén, với mấy câu chuyện, người chết nhập hồn hiện số, cầu số nào về số đó nên tin rằng nếu thành tâm mua quả lễ đến phúng viếng sẽ được anh Phước ban lộc. Bản thân ông ba Son cũng không thể lý giải vì sao đã có rất nhiều người đổi đời nhờ xin số từ phần mộ Phước Tám Ngón. Có lần đám phu mộ hay túc trực ở trường bắn báo tin cho ông hay, có hai chị em nhà ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đánh xe ô tô xuống, đêm nào cũng tổ chức ngồi nhậu, bia uống rỉnh rang, hoa quả ngút ngàn bày biện quanh mộ Phước. Tiếng chúc tụng trong đêm giữa bãi tha ma ấy làm ông tò mò. Ông cứ nghĩ chỉ có kẻ điên mới sau 12 giờ tìm đến đây ăn nhậu. Nhưng không chỉ một lần mà đến dòng dã cả mấy tuần sau đó, âm thanh tịch liêu, đầy ám khí ấy chốc chốc bị phá vỡ bởi tiếng leng keng chạm ly, tiếng lầm bầm khấn vái. Sáng ra, ông tiếp tục trở lại hiện trường mộ Phước Tám Ngón, thấy vương vãi cơ man nào là lon bia, thức ăn, hoa quả nằm xáo trộn quanh ngôi mộ.
kinh nghiệm ăn xác lâu năm của Ba Son giúp ông đánh mùi được xung quanh ngôi mộ này có điều gì bí ẩn. Quyết tâm tìm hiểu, ông mới ngỡ người, hay tin cặp chị em BD ấy nhờ thường xuyên đến mộ Phước cầu khấn, ăn nhậu, xin số lô, số đề nên trúng đậm hơn 8 tỷ đồng. Thời điểm những năm 1997, số tiền đó có thể quy đổi ra hàng trăm cây vàng. Và việc sau này tổ chức ăn nhậu của họ cũng là để tìm cách báo ơn Phước Tám Ngón đã ban phước lộc cho mình. Sau đó, chị em này còn hào phóng kêu đội quân Ba Son xây cất lại ngôi mộ cho hoành tráng với giá gần 2 triệu đồng. Ba Son bảo đó chẳng bõ bèn gì so với số tiền họ may mắn trúng đậm nên tìm cách vòi vĩnh. Bị từ chối và tức anh ách vì bản tính bủn xỉn, ông quyết làm cho ra nhẽ. Ít nhất cũng phải la liếm được chút đỉnh, dư giả tiền cà phê, thuốc lá. Đêm ấy, khi hai chị em và đám bạn đang ăn nhậu quanh mộ Phước Tám Ngón, bất ngờ có cán bộ công an phường đột ngột kiểm tra. Cả đám tỏ ra sợ hãi, đang hoang mang, chưa biết thế nào, thì Ba Son lù lù xuất hiện, hắng giọng: "Chào mấy anh em, có việc gì mà kiểm tra cả đêm dữ vậy?" Nói đoạn, ông bước lại gần người chị gái BD thì thầm: "Vụ này gai rồi, cả xe và người sẽ bị bắt, đem về công an. Coi như số tiền kiếm được hơn 8 tỷ, mất trắng hết trơn." Nghe nói vậy, cặp chị em này bần thần, run rẩy hỏi: "Anh có cách nào giúp tụi em được không?" Chỉ đợi có thế, Ba Son vẽ ngay ra số tiền hơn 100 triệu, liền tay mới lo êm chuyện. Lục túi mãi, gom góp lúc đó được 50 triệu. Cả hai chị em cầu khẩn, nhờ ông giúp đỡ. Cầm sấp tiền nặng tay, Ba Son mừng quính, vội vàng bảo cán bộ công an phường bỏ qua cho chỗ người quen. Còn ông nhanh chân bỏ chạy. Ba Son nhớ lại: "Thật ra vụ này là tôi phím với anh công an khu vực đến làm luật cho bõ tức. Ai ngờ đám đó run quá nên mình lấn tới." Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá cho pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào mà các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng nhất. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.